Nghệ sĩ ưu tú Tố Nga bán đất, dốc hết vốn làm live show kỷ niệm 30 năm ca hát. 30 năm mới thực hiện live show đầu tiên có tên gọi Dòng sông đa tình, nghệ sĩ ưu tú Tố Nga nói chị quyết định bán mảnh đất mà dự định làm vốn dưỡng già để đầu tư. Sau 30 năm làm nghề, nghệ sĩ ưu tú Tố Nga mới thực hiện live show đầu tiên trong cuộc đời nghệ thuật của mình. Với một người đã sớm định danh tên tuổi, hoạt động nghệ thuật cần mẫn như chị, 30 năm mới làm live show riêng dường như là quá muộn màng. Tuy nhiên, Tố Nga nói, live show kỷ niệm 30 năm là một định mệnh, là duyên trời định, có muốn sớm hơn cũng không được. Khách mời trong live show Dòng sông đa tình của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga không nhiều. Nhưng họ đều là những con người đã gắn bó sâu sắc với nữ ca sĩ trên hành trình 30 năm ca hát. Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Quang Linh, nữ ca sĩ Lê Minh Ngọc và được dẫn dắt bởi MC Lê Anh. Lê Minh Ngọc được biết đến là học trò, đã gắn bó với Tố Nga lâu nay. Nhưng Quang Linh lại là nhân tố khiến nhiều khán giả tò mò bởi nam ca sĩ vốn được biết đến là người kín tiếng. Tố Nga cho hay, chị chưa từng hát chung với Quang Linh, nhưng vốn thích giọng hát của anh từ xưa. Hơn nữa, chị thấy mình sẽ phù hợp với giọng hát Quang Linh khi kết hợp song ca. Trong live show, chị và Quang Linh sẽ song ca một số tác phẩm mà chị từng thích ngày bé. Đúng là anh Quang Linh rất khó tiếp cận, phải nhờ nhiều kênh, đặc biệt là nhờ Phạm Phương Thảo, người rất thân với anh Linh giúp đỡ. Đầu tiên, anh Linh từ chối khéo, nhưng không biết Thảo tâm sự gì mà cuối cùng anh đồng ý, cười. Tôi đã chia sẻ và tâm sự với anh rất nhiều về âm nhạc, ước mơ của một người nghệ sĩ, Tố Nga kể. 30 năm mới có thể làm được live show đầu tiên, nghệ sĩ ưu tú Tố Nga đã không ngại ngần bán mảnh đất mà chị định làm quỹ dưỡng già. Cùng đó, do đã ấp ủ thực hiện live show riêng đến chục năm nay, nên chị cũng luôn ý thức dành dụm một số tiền nhất định sẵn sàng cho ngày này. Ekip của Tố Nga tiết lộ, live show Dòng sông đa tình có mức đầu tư lớn, công phu với nhiều khác biệt, đảm bảo mãn nhãn, đột phá mà đủ sâu lắng. Đạo diễn Phạm Hoàng Giang khẳng định, chị Tố Nga cũng may mắn khi hội tụ một ekip thực hiện dày dặn kinh nghiệm và hết lòng yêu thương chị, nên đã dành rất nhiều tâm tư, nhiệt huyết để cùng đem đến một live show kỷ niệm đậm dấu ấn cho chị. Trên sân khấu live show này, khán giả sẽ được gặp hình ảnh một Tố Nga lộng lẫy, đồng thời vẫn rất mộc mạc, nhẹ nhàng như chính con người chị ở bên ngoài. Đúng như đạo diễn Phạm Hoàng Giang nói, ekip thực hiện live show 30 năm ca hát của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga còn nhận được sự giúp đỡ của nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh. Trong vai trò chỉ đạo nghệ thuật chương trình, Tố Nga khẳng định chị đã đợi 10 năm để được anh giúp làm live show và nếu được hỏi rằng ai là người hiểu về sự nghiệp, giọng hát, con đường âm nhạc của Tố Nga nhất thì đó chính là nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh. Nghệ sĩ ưu tú Tố Nga bén duyên với nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh từ năm 1992 khi anh về Hà Tĩnh dàn dựng một chương trình cho đoàn nghệ thuật tỉnh. Đến nay, cả hai đã có 30 năm gắn bó thân thiết. Live show Dòng sông đa tình của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 18 tháng 11 tới tại Nhà hát lớn Hà Nội, dự kiến được chia thành 3 chương. Trong đó, chương 1 sẽ là những ca khúc mang màu sắc dân gian vốn đã quen thuộc với khán giả và tạo nên cá tính âm nhạc của Tố Nga. Chương 2 sẽ mang đến sự nhiều bất ngờ cùng những bài hát khác hẳn phong cách nữ ca sĩ theo đuổi trước đó. Sau những nỗi buồn, chương 3 là những đột phá gần hơn với Tố Nga của hiện tại, tràn đầy năng lượng sống và cống hiến, không ngừng đổi mới, đa sắc và biến hóa.